Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học thì trán là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt. Đây cũng là điểm đầu tiên người ta nhìn bạn khi tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện sự thông minh, tinh thần, trí tuệ của một người. Các chuyên gia tử vi cho rằng nhìn trán có thể giúp đoán định được phần nào về vận mệnh, tính cách cũng như con đường công danh sự nghiệp, sinh mệnh của một đời người. Nếu người có tướng trán vuông có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì người trán thấp và hẹp lại gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, làm lụng vất vả đến mấy cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Vậy còn tướng trán của bạn như thế nào và số mệnh tương lai của bạn ra sao? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Chỉ cần nhìn trán, biết ngay số phận giàu sang hay nghèo hèn, cần gì mất tiền đi xem bói. Tướng trán nói lên điều gì về số mệnh của bạn? 1. Người có tướng trán dô. Trán dô là tướng trán giàu sang phú quý. Trán dô có hình dạng phần trán sát chân tóc đưa ra, lồi hơn phần trước. Trán cao, rộng và nhẵn. Người sở hữu tướng trán này thường rất thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, có tài quản lý và lãnh đạo. Ngoài ra, họ còn rất chăm chỉ, cần cù và một khi đã đặt ra mục tiêu, họ nhất định sẽ làm bằng được. Nhược điểm của họ là khá bướng bỉnh, bảo thủ và luôn coi ý kiến của mình là đúng nhất. Những người trán dô thường có tướng làm lãnh đạo, nhà chính trị gia hoặc kinh doanh rất giỏi. Con gái có trán dô thường có số sướng được gả vào gia đình giàu có, quyền thế. 2. Người có tướng trán thấp. Xem tướng trán đoán vận mệnh cho hay, người có tướng trán thấp thường phải sống cô độc khi về già. Trán thấp hay còn gọi là trán ngắn, tức chiều rộng của trán ngắn, hẹp và cảm giác như bị móp vào. Nhìn chung, người có tướng trán này sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, cuộc sống tương lai cũng không khá giả gì, đến cuối đời vẫn khốn khó. Nếu trán thấp và rộng thì đường tình duyên của người này khá lận đận, khi về già phải sống trong cảnh cô độc. 3. Người có vầng trán vuông. Người có tướng trán vuông có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ưu điểm của người trán vuông là làm việc chăm chỉ, cần cù, có ý chí và không ỷ lại người khác. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ cố gắng phấn đấu đến cùng, nên từ hai bàn tay trắng có thể gây dựng lên sự nghiệp. Ngoài ra, người có tướng trán vuông thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, số phú quý đại cát. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là làm việc khá máy móc, không khoa học, cố chấp. 4. Người có trán tròn. Người có tướng trán tròn còn khá lận đận trong đường tình duyên. Người sở hữu tướng trán tròn thường rất nhân hậu, hòa nhã, thân thiện với mọi người, lại rất khiêm tốn, không bao giờ áp đặt người khác thái quá. Tuy nhiên, họ lại là người hay hành động theo cảm tính, thiếu tính sáng tạo, thiếu kiên nhẫn, nên nhanh chóng bỏ cuộc. Không chỉ vậy, người có tướng trán tròn còn khá lận đận trong đường tình duyên. Cụ thể, theo xem tướng trán đoán vận mệnh, trong tình yêu, phụ nữ có tướng trán này thường đặt ra yêu cầu cao với người mình yêu, khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi nên dễ lâm vào cảnh chia ly. Đàn ông có tướng trán tròn lại tư lợi quá đáng và thường chỉ đi xa quê mới có thể làm nên việc lớn thành công được. 5. Người có vầng trán rộng. Người đàn ông có tướng trán rộng, mức độ thành công chỉ ở mức nhỏ lẻ, tiền bạc chỉ đủ ăn đủ tiêu. Trán rộng tức là trán có bề ngang rộng phẳng và có bề cao trung bình. Đàn ông có tướng trán rộng mà thấp là người có trí nhớ tốt, tư duy logic nhưng làm việc theo kiểu dập khuôn máy móc, không có tính sáng tạo. Người trán rộng mà cao là người chín chắn,
lòng tự trọng cao, luôn làm việc theo nguyên tắc quy củ, và đây là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhìn chung, người đàn ông nếu có tướng chán rộng thì mức độ thành công chỉ ở mức nhỏ lẻ, tiền bạc chỉ đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, vầng trán cao và rộng là dấu hiệu nhận biết người sáng dạ giỏi giang. Với tính tình quyết đoán và độc lập, cộng với máu kinh doanh có sẵn trong người, họ được dự đoán sẽ làm nên việc lớn, có số trở thành lãnh đạo tài ba. Phụ nữ sở hữu nét tướng vầng trán cao, rộng còn có số vượng phu. Sau khi kết hôn, may mắn về tài vận của họ sẽ chuyển sang cho người chồng bên cạnh. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, cùng giúp đỡ nhau thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở không ngừng. 6. Người có vùng trán hẹp. Người có tướng trán hẹp cả đời chỉ đi làm thuê, có cuộc sống bình thường đạm bạc. Trán hẹp là khoảng cách từ chân lông mày tới mép tóc trước trán ngắn hơn so với mức bình thường. Người sở hữu tướng trán này thường là những người thích mơ mộng, thiếu thực tế, sống hướng nội và rất cẩn trọng tỉ mỉ trong mọi việc. Nhược điểm của người này là hay do dự, đa nghi, giao tiếp kém nên dễ bỏ qua những cơ hội tốt đến với bản thân. Nếu không cố gắng sửa đổi những nhược điểm này, rèn giũa thêm kỹ năng làm việc nhanh nhạy, thì họ chỉ có cuộc sống bình thường đạm bạc. 7. Người có tướng chán chữ M. Người tướng chán chữ M khá thành công trong sự nghiệp, được hưởng giàu sang phú quý. Chán hình chữ M có nghĩa là chán và đường ngôi chân tóc phối hợp tạo thành chữ M. Người sở hữu tướng chán này thường rất thông minh sáng tạo, có trí tưởng tượng dồi dào, thích sự trải nghiệm mới lạ và có chí tiến thủ lớn. Căn cứ theo cách xem tướng chán đoán vận mệnh, sự nghiệp của những người có tướng chán này khá thành công, được hưởng giàu sang phú quý. Tuy nhiên, đàn ông có tướng chán chữ M thường rất ngoan cố, bảo thủ, không tiếp thu ý kiến của người khác, sống thiên về lý trí hơn là tình cảm. Trong khi đó, nữ giới có tướng chán chữ M lại có tính tình hơi kỳ quái, lập dị, đa sầu, đa cảm. 8. Người có trán góc cạnh. Những người sở hữu vầng trán này là người rất thực tế. Trong tình yêu hay hôn nhân, họ thường chú trọng tới vấn đề tài chính kinh tế của đối phương. Với đàn ông thì họ là những người chăm chỉ cần cù, nhưng khi làm họ lại không biết cách làm việc khoa học và không có kế hoạch. Chính vì vậy, họ thích hợp làm những công việc đơn điệu, đòi hỏi phải luôn luôn chăm chỉ và cố gắng nỗ lực. Còn phụ nữ qua trán sở hữu vầng trán này là những người có thể cùng chồng, hỗ trợ chồng và có thể phát huy tốt toàn bộ năng lực của bản thân. Quý vị thân mến, học thuyết Tam Đình đã nhận định rằng khuôn mặt sẽ được chia thành 3 phần biểu thị tương ứng cho vận mệnh của 3 mốc phát triển trong đời người, gồm vầng trán, tiền vận, nhân trung là trung vận và cằm là hậu vận. Vậy nên bên cạnh việc xem tướng trán thì rất nhiều người quan tâm đến việc xem tướng cằm. Chẳng hạn như người có phần cằm đầy đặn thường gặp may mắn trong cuộc sống, người cằm gãy thường yếu đuối hay màu nước mắt. Phú Quý Tài Lộc sẽ phân tích cụ thể hơn trong phần tiếp theo của video. Xin mời theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc xem bói thông qua tướng cằm phụ nữ. 1. Phụ nữ có cằm ngắn. Cằm ngắn là người hướng nội, trọng tình cảm. Xem bói phụ nữ cằm ngắn thường hướng nội, trọng tình cảm. Đôi khi họ xử lý mọi chuyện theo lối cực đoan, hoặc quá cứng rắn hoặc quá mềm yếu. Không khéo léo, thiếu tính kiên trì, người này khó thành công trong sự nghiệp, cuối đời dễ rơi vào hoàn cảnh cô độc, không người nương tựa. 2. Phụ nữ có cằm dài. Nữ giới có tướng cằm dài là người chính trực, kiên trì, làm việc có đầu cuối, rõ ràng,
Tuy nhiên, nhược điểm của người này là quá coi trọng tình cảm và yếu đuối về tinh thần. Bạn xem nhiều hơn về tình duyên tại bói tình duyên. Họ có tinh thần trách nhiệm với gia đình, có thể hy sinh vì bạn bè, những người thân yêu. Nhân duyên của người này thuận lợi, thường được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. 3. Phụ nữ có hai cằm và cằm tròn. Người có tướng hai cằm thì sống cuộc đời giàu sang, đầy đủ, hậu vận an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Ngoài ra, nếu nữ giới có cằm tròn cũng thuộc nhóm hưởng thụ, biết kiếm tiền và tiêu tiền hợp lý. Đa số phụ nữ có tướng cằm này đều nhân từ, đôn hậu hay làm việc thiện. 4. Phụ nữ có phần cằm đầy đặn. Nữ giới có tướng cằm đầy đặn, nhiều thịt, trông khỏe khoắn. Đa số là người giàu ý chí và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hậu vận của người này rất tốt, được hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng. 5. Cằm nhọn mà lại nhô ra phía trước. Tướng cằm nhọn mà lại nhô ra phía trước cho thấy chủ nhân của nó là người giàu tình cảm, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngoài ra, người này có năng lực thực thụ, được nhiều người yêu mến, nên khá thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nên chú ý vấn đề sức khỏe. Tướng cằm này báo hiệu bạn phải chú ý đến các vấn đề về tử cung cũng như chuyện sinh đẻ. Nếu có cằm nhọn và nhỏ, đây là người thích theo đuổi và chinh phục sự thỏa mãn về tinh thần cũng như tư tưởng. Người này thích bới lông tìm vết, tôn sùng chủ nghĩa lãng mạn, sống xa rời thực tế. Nếu kết hôn muộn thì tốt, lấy chồng sớm lại xảy ra nhiều biến cố. 6. Cằm vuông vức, cằm bảnh. Phụ nữ có tướng cằm vuông vức thường mạnh mẽ, chân thành, chăm chỉ và giỏi giang. Sức khỏe của người này khá tốt, có thể thích ứng nhanh với mọi điều kiện môi trường. Họ biết quan tâm chăm sóc người khác, có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu sự lãng mạn, cuộc sống đôi khi khá tẻ nhạt. 7. Cằm co vào bên trong. Phụ nữ có cằm co vào bên trong thường cẩn thận, khiêm nhường, dễ hòa đồng. Tuy nhiên, vì hay cả nể, thiếu quyết đoán nên thường không nắm bắt được thời cơ. Người này không thích hợp tự mình gây dựng sự nghiệp mà nên hợp tác với người hợp tuổi thì công việc mới thành công và thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao của bạn khá tốt, do đó khi gặp khó khăn sẽ được người trợ giúp. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích về tướng cằm của người đàn ông tác động như thế nào đến cuộc đời của họ. 1. Đàn ông có phần cằm tròn và nhô ra. Đàn ông có cằm tròn và hướng nhô về phía trước có khả năng làm lãnh đạo thiên bẩm. Nếu làm việc gì, người này có xu hướng mang ý nghĩa cá nhân của mình để bành trướng áp đặt, nhưng làm đều đúng và thường có kết quả khả quan. Hơn thế, người đàn ông cằm tròn nhô ra có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều ý tưởng sáng tạo, ý chí kiên cường nên dễ gây dựng nên đại nghiệp. Cuộc đời của người có tướng cằm này khá bình thường, hiếm khi rơi vào hoàn cảnh lên voi xuống chó. Tướng cằm đàn ông có cằm này là người thông minh, tự tin, có ý chí kiên định nhưng rất cố chấp và bướng bỉnh. Người này hay để lại ấn tượng kiêu ngạo, tự cao tự đại trong mắt người khác. Cuộc đời người này khá tốt, sống trong hạnh phúc và biết an hưởng cuộc sống. Cả về hôn nhân và sự nghiệp đều thuận lợi và tốt lành. 2. Đàn ông có phần cằm nhỏ, ngắn, có xu hướng co vào trong. Đàn ông nam giới có cằm nhỏ, ngắn mà lại co vào trong thường ít giỏi trong việc truyền đạt suy nghĩ và tình cảm của mình với người khác, thiếu tự tin, phán đoán sự việc kém hay làm việc theo cảm tính, nên người này
có cuộc sống khá vất vả cơ cực, khi về già vẫn cô đơn lẻ bóng, không người nương tựa. 3. Người đàn ông có cằm tròn và rộng. Tướng cằm đàn ông này cho thấy đây là người nhân hậu, nhiệt tình, hay đi đây đó, có khả năng làm lãnh đạo và luôn cố gắng tạo ra những ý tưởng mới lạ. Tướng đàn ông cằm này cũng coi trọng đời sống vật chất, luôn cố gắng nỗ lực để lập đại nghiệp. Tuy nhiên, khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp đôi chút trục trặc và gian nan. Nhưng về sau, trung và hậu vận thì tốt lành, được hưởng hạnh phúc đến hết đời. 4. Đàn ông có phần cằm nhọn. Nam giới có cằm nhọn thường hiếu kỳ, nhưng tương đối nhạy cảm, có suy nghĩ nắng mưa thất thường. Người này còn hay hoài nghi, dễ thay đổi ý định chính kiến của mình, nên có cuộc sống khá vất vả, cuối đời có thể sống trong cô quạnh. 5. Giữa cằm có vân lõm vào trong. Đàn ông tuổi này có đời sống tình cảm vô cùng phong phú và biến hóa, có năng khiếu về nghệ thuật và sự sáng tạo vô tận, nhưng cuộc đời không yên định, dễ lên xuống thất thường. Nếu biết đề ra phương hướng và mục tiêu để phấn đấu, khả năng thay đổi vận mệnh sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, nếu nỗ lực không ngừng, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, nhất định người này sẽ làm nên đại nghiệp lớn. 6. Người đàn ông có hai cằm. Đàn ông có tướng cằm này là nếu nhìn từ phía sau thấy cằm bệnh ra hình vuông. Đàn ông hai cằm thường có tính cách ôn hòa, khá điềm đạm, bao dung, không tính toán thiệt hơn với người khác, có tâm địa lương thiện, có lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, nên họ có cuộc sống yên bình, hạnh phúc và sung túc khi về hậu vận. 7. Xương má liền kề hai bên cằm nhấp nhô không đều. Đàn ông có tướng cằm này là người nhiều mưu kế, gian xảo, biết chớp lấy thời cơ, làm việc theo hứng thú, không kiên trì tới sau cùng. Vận thế suốt cuộc đời lúc lên xuống bất ổn. Lúc lên xuống bất ổn, lúc tốt lúc xấu, khó thành công sự nghiệp. Đến tận trung và hậu vận vẫn phải cầu mong sự ổn định, khó công thành danh toại. 8. Cằm và xương má liền thành hình vuông. Đàn ông có kiểu cằm và xương má liền thành một khối vuông vức, thường có suy nghĩ ổn định, coi trọng thực lực, có tinh thần chịu khó chịu khổ để đạt thành công. Đến trung vận, người này sẽ chuyển sang kinh doanh riêng cho mình, hôn nhân tốt đẹp, gia đình hạnh phúc. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học thì mỗi tướng cằm hay tướng trán khác nhau sẽ ứng với một phần tính cách và vận mệnh tương lai của một người. Những điều trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về chính bản thân mình, biết trước một phần tương lai để chuẩn bị kỹ càng hơn. Trên tất cả, bạn cần nỗ lực hết khả năng của mình, vì dù sao bản lĩnh mới là thứ quyết định đến phần lớn vận mệnh cuộc đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.